Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của Martini. Và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục chuyên mục review một con xe. Và ở đây thì mình đã có chiếc Venia Super Sport của hãng W Moto. Thì hiện tại ở trong MP2 nó cũng đang cho chạy thử chiếc xe này mắc vàng. Thì anh em hoàn toàn có thể chạy thử chiếc xe này. Và đây là một chiếc xe khá là đẹp với người anh em Lycan Sport ở trong game. Thì hai chiếc xe này có ngoại hình khá giống nhau, nhưng mà con Venia này thì thực sự là nó ngầu hơn. Mình thấy thế. Tốc độ thì ở mức 416, một tốc độ khá là cao. Tốc độ cao đối với Class S khi mà tốc độ trên 400. Tăng tốc 82, tăng tốc chỉ số này mình nghĩ là vừa ổn thôi. Còn handling thì 43, một chỉ số hơi tù. Và nó cũng phản ánh khá là đúng trong game khi mà mình đã đua chiếc xe này khá là nhiều rồi. Chỉ số khá thấp. Còn Nitro thì ở 68, thì một chỉ số cũng ổn, mình nghĩ là cao. Và trong game thì cũng phản ánh là đây là một chiếc xe Nitro khá là ổn. Thì bây giờ mình sẽ thử luôn vài vòng MP2 hiện tại. Hiện tại thì mùa MP2 đang cho thử mấy chiếc xe vàng này, thì anh em hoàn toàn có thể vào chơi và cảm nhận những xe mắc mà không cần phải unlock hay unliếc gì cả. Chiếc xe là một trong những chiếc xe đời đầu của game và nó khá là khó để mắc. Anh em chơi lâu mới mắc được, chứ thực sự là cũng mới có 1-2 lần nó bán pack con này thôi. Cũng không đáng để đập pack con này lắm. Còn muốn vàng thì là cả một quá trình, bởi vì số lượng epic xả ra của game thì khá là ban căng đối với con xe này. Đoạn đầu thì mình bị giật lag và bị bóp nữa, mình bị tụt lại phía sau rồi. Tụt lại hơi xa so với những đối thủ hiện tại. Khá là fail trận đấu đầu tiên. Và đối thủ tiện tay nốc mình luôn. Tí nữa giật lag của trận đấu là mình gián đoạn khá nhiều. Trận đấu đầu tiên thực sự không quá thành công, nhưng mà chúng ta về vị trí thứ 5. Và chiếc xe không phát huy được cái gì quá mạnh khi mà mình liên tục gặp lỗi, trục trặc các thứ. Kết quả không tốt. Tiếp tục là Venia. Ở đây thì có 5 xăng, mình sẽ thử hết cả 5 xăng. Rồi, ở đây cũng là những đối thủ cầm những chiếc xe vàng hết. Và đây có khá là nhiều người thích chơi AT96, 6996. AT96 là con rất là dễ đùa đối với cả top driver lẫn manual. Và chiếc xe rất là mạnh khi có khả năng tăng tốc cực kỳ tuyệt vời. Mình cũng chưa làm được bài review về chiếc xe này. Hiện tại vẫn cứ là Venia của chúng ta trước. Khi mà đây là map đoạn đầu cho chúng ta airspeed rất là nhiều. Và chiếc Venia đã tận dụng được khả năng đó lên tốc 400, vượt tất cả những đối thủ còn lại. Và mình thấy là đoạn đầu mình đã làm tốt và vượt những đối thủ khác khá xa rồi. Handling không quá cùi, nhưng mà đôi lúc anh em sẽ cảm thấy nó rất là trơn. Vâng, và vừa rồi là một pha bay rất là cao của mình. Còn các chỉ số mình thấy là vừa ổn, đều đặn. Và điều đặc biệt ở chiếc xe này đó là mình thấy chiếc xe rất đẹp, rất ngầu luôn, từ trước cho đến sau. Tất cả mọi vị trí trên chiếc xe đều mình cảm thấy sự mạnh mẽ. Tốc độ trên 400, tốc độ cực kỳ tốt. Tăng tốc thì mình thấy là vừa đủ. Và Nitro đã bù lại được cái tăng tốc vừa đủ đấy, khiến cho chiếc xe này có thể vượt lên tốc độ max sau một lần subway. Handling thì mình không đánh giá quá cao, handling khá là vừa miếng.
nhưng mà chỉ số handling như này thì thực sự là cũng không tốt với những anh em chơi top driver. Rồi, đây mình gặp những đối thủ có vẻ là sừng sỏ hơn, nhiều xe S hơn trong ván đấu này. Và map Scotland. Tín hiệu đường truyền có vẻ không tốt lắm trong trận đấu này. Mình mất tốc khá nhiều, anh em thông cảm, lâu rồi mình cũng ít chơi game cho nên là tay đã xuống rất là nhiều rồi. Micho thì bao trâu luôn, cứ mấy map thẳng thẳng với cả bay nhiều như này thì Fenrir làm cực tốt với cái tốc độ của mình. Còn cứ gặp như mấy map Caribe này, New York, New York cũng dễ toàn. Anh em Osaka chứ, cứ gặp Caribe với Osaka phải cua nhiều là mình nghĩ là chiếc Fenrir này cũng khá là yếu đuối đi. Ta còn 2 xăng rồi, lại vào những đối thủ mới. Và đây thì có một người bên Pro Team, team khá nổi tiếng ở hệ iOS và hệ Windows, và những chiếc xe điện S Range 4K7 kia mình không nhớ rõ tên, mặc dù mới review hôm trước xong. Ôi trời ơi, ông nào vừa đi qua sau mình ăn cái xe tải khiến mình tốc đang cao tự dưng nhảy về, khá là buồn. Chiếc xe đang phát huy tốc độ của mình khá là tốt. Còn các bạn thấy khả năng cua của nó thì cua khá là rộng và tốn tốc độ thì cũng khá là kinh khủng. Đây, cua khá là rộng luôn, không ôm vào trong như chiếc Lycan. Nhưng mà chiếc Lycan thì lại có một hệ thống nitro cực kỳ yếu sinh lý. Chiếc Fenrir này của chúng ta thì được cải thiện nhiều hơn ở phần nitro, tốc độ chỉ hơn một chút, nhưng bù lại thì handling cũng đã bị giảm sút đi khá là nhiều, trơn hơn và tốn nhiều tốc độ hơn, thì nghĩ như vậy. Ở đây chúng ta có một người đồng hương Việt Nam chạy chiếc Lamborghini. Đây là map Osaka, không biết chúng ta có tèo không, nhưng mà pha giật ban đầu đã làm mình tăng tốc khá là thọt so với những chiếc xe khác. Rồi, vậy chúng ta đang xếp ở vị trí thứ 8. Liệu mình có vượt lên được không? Đoạn này phải cua khá nhiều, khá là tù cho Fenrir. Khá tập trung vào đường đua, lại là một đường vòng cung cua gây cho chiếc Fenrir khá nhiều khó khăn. Nhưng cũng rất may chúng ta về được hạng 4, à hạng 3. Ta đã về được hạng 3 và vẫn được cộng thêm 2 điểm, và như vậy chúng ta đã đua hết 5 xăng của chiếc Fenrir này. Các bạn có một cái nhìn khá là tốt về chiếc xe này, đó là
chiếc xe được cải thiện so với chiếc Lican khá là nhiều về mặt nitro. Tốc độ thì xem nhưng mà handling thì lại bị bóp đi khá là nhiều, và chiếc xe này cũng khá là khó đua, kể cả manual hay là top driver thì mình thấy đều sẽ rất là khó đua với chiếc xe này. Và video của mình xin kết thúc tại đây. Hãy để lại một bình luận, một like và một subscribe. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.